Xin chào thầy và các bạn. Nhóm em là nhóm 19, gồm có các thành viên là em là Diệu Văn Huy và số thành viên 15341012. Em là Trần Thanh Thái, số thành viên 13141306. Em là Trần Vĩnh Thành, mã số thành viên là 13141307. Sau đây em xin trình bày về đề tài là quản lý nhân viên. Xin chào thầy và các bạn. Sau đây là phần sơ đồ về mặt. Đây là module RFID RC522. Đây là Arduino Uno R3. Sau đây em xin demo về đề tài là quản lý dùng RFID để quản lý nhân viên. Đây là một ứng dụng được viết bằng C# và dùng để kết nối với Arduino. Sau khi người dùng quét những cái thẻ này đây thì đầu tiên ta phải kết nối với Arduino, đó là qua cổng COM 4. Sau đó ta nhấp vào nút kết nối thì trạng thái kết nối để được hiển thị lên là đã kết nối, và sau đó ta sẽ quét thẻ. Thì tên nhân viên sẽ được hiện lên ứng dụng trên màn hình như thế này. Tiếp tục nếu ta quét thêm thẻ nữa thì tên nhân viên sẽ được hiển thị lên, và tiếp tục ta quét thẻ khác thì tên nhân viên cứ tiếp tục như vậy. Sau khi ta lấy được nhân viên thì ở đây nếu người dùng muốn xuất ra file Excel thì nhấp vào nút export Excel này. Tại đây nó hỏi rằng là lưu file với tên gì, ta chọn tên ví dụ như là AAA, sau đó ta lưu lại và chọn nơi lưu ở đâu thì ta lưu lại. Sau khi lưu thành công thì hộp thoại sẽ xuất hiện là đã lưu thành công, nhấn OK. Và đây là file Excel sau khi ta xuất ra. Đây, file này là file Excel sau khi ta xuất ra màn hình. Đó, ta mở lên. Có thông báo thì ta chọn Yes. Đây là toàn bộ nhân viên sau khi quét thẻ được hiển thị lên trên Excel. Được lấy dữ liệu. Và ứng dụng này thì các nhân viên được lấy từ cập nhật được tên, ID và chức vụ là gì, thời gian lúc mấy giờ, được lấy một cách đúng. Ưu điểm của ứng dụng này là đơn giản, nhỏ gọn và dễ thực hiện. Tuy nhiên có những cái nhược điểm là ta phải kết nối với máy tính trước khi là ta quét thẻ, thì đó cũng là một cái yếu điểm trong cái ứng dụng này. Nếu mà có thời gian thì ta có thể sửa chữa là bằng cách là ta đưa dữ liệu này bằng lên mạng, sau đó thì mới bật máy tính lên và log dữ liệu về từ internet. Sau đây là phần giải thích về code. Ở đây ta để mà sử dụng giao tiếp được với module Arduino thì giao tiếp qua cổng serial, cổng COM, thì ta phải ép cái thư viện System IO Board này, và để mà xuất ra
Excel thì ta cũng phải hết cái thư viện là Microsoft Office và Intro Excel như này. Rồi ở đây thì đầu tiên ta phải khai báo một cái biến được kiểu là string, kiểu chuỗi. Ban đầu nó là cho nó một trống. Ở đây thì ta khai báo một cái biến là array, là cái mảng, một mảng luôn, mà bên trong là từ kiểu chuỗi và gồm các cái tốc độ array như là 1200, 2400, 4800 và 9600 vân vân. Rồi combo box 2 item sRAM ở đây truyền vào cái biến là array thì combo box 2 là cái này. Đây. Ở đây ta thấy rằng là đây là combo box 2 thì khi mà ta chọn như thế này, ta chọn combo box 2 array nghĩa là cái thuộc tính chỗ này nó sẽ hiển thị các tốc độ array nằm trong cái mảng này. Rồi, ở đây button 1 click, button 1 click là cái nút này kết nối. Đây thì nút kết nối này, khi mà ta nhấn vào nút kết nối thì trạng thái hiển thị ở chỗ này, nếu mà đường dây ổn định không bị gì hết thì nó hiển thị lên là trạng thái là đã kết nối, còn nếu mà đường dây mà không ổn định là bị chập chờn gì đó thì nó hiện lên là chưa được kết nối ngay chỗ này. Thì cái nút button kết nối này nó sẽ hoạt động như sau. Khi ta nhấn vào thì nó sẽ cái thuộc tính là enable nó thành for, nghĩa là ta tắt nó đi, nghĩa là khi ta nhấp vào rồi thì cái nút này nó sẽ không còn sáng nữa, nó sẽ mờ đi. Và cái button 2 thì true, nghĩa là khi ta nhấp vào này thì cái nút này nó sáng lên và nó tối đi, còn cái này nó sáng lên, nghĩa là chỉ khi mình kết nối rồi thì cái nút nhấn này không còn tác dụng nữa, khi mình ngắt kết nối đi thì cái nút nhấn này mới có tác dụng. Nếu mà rồi sau đó thì nó sẽ lấy tên tổng công trong máy tính nữa hiện thì ra chuyển đổi tốc độ, tại vì cái mảng này là những cái thuộc là chuỗi ký tự, vì thế ta phải chuyển đổi vào những con số mới được hiển thị lên. Và mở cổng serial, một hộp thoại thông báo nếu mà đường dây kết nối bị hư hỏng hay bị gì thì nó sẽ xuất hiện cái hiện lỗi ở đây. Tương tự như vậy thì button 2 là cái nút ngắt kết nối này cũng hoạt động tương tự, và nút nhấn này thì ta khi bấm vào thì ta tắt nó đi và bật cái nút kia thôi. Lúc này thì ta đóng cổng pseudo lại, cố gắng ta làm việc, cố gắng đóng cổng lại, nếu mà không được thì nó sẽ hiện thị là cái thông báo lỗi về cái tình trạng này. Ở cái nút nhấn là button 3 click, là cái nút này là đây, button 3 click đây là cái nút này là xuất Excel, thì nút này hoạt động như sau. Ở đây ta dùng một cái thuộc tính là file dialog, nghĩa là ta lưu file với ghi kiểu là Excel có chấm đuôi là xlsx, là đây là một cái kiểu định dạng của Excel thôi. Cái này là thuộc cái cú pháp của chương trình lưu nó. Cái này cũng là thuộc cú pháp luôn. Ở đây thì ta lưu quỳ ở bên trong này, cái khung này là một cái list view, khi ta cập nhật dữ liệu là nó thuộc dạng list view, và khi ta lưu vào thì ta phải khai báo như thế này. Đây là tạo một cái biến app là thuộc kiểu dữ liệu là của lái từ Excel này. Rồi cái phần này là phần cú pháp thôi. Tên tên là danh sách nhân viên, thì ở đây là ta có thể đặt tên khác bằng được. Cái này là tên tên của cái file Excel thì ta xuất ra,
thì mình có thể đổi thành tên khác mọi người không sao cả. Vùng này là dùng để gộp gộp một cái hàng đầu tiên để hiển thị lên cái dài hàng là danh sách nhân viên. Rồi phần này phần lưu thôi. Tiếp theo ta lưu vào với cái thuộc tính là thứ tự này, họ tên này, ID, chức vụ và thời gian như thế nào. Form log, form một log là cái khi mà ta bật cái ứng dụng này lên, ví dụ đây, đây đang chạy. Khi mà ta bật ứng dụng này lên nó chạy thì nó sẽ lấy tên trong cái máy tính có bao nhiêu cổng cơm thì nó hiển thị ra những cái cổng cơm này, tốc độ bao rây. Rồi ở đây là cái hàm dùng để nhận dữ liệu từ cổng serial. Thì hàm này hoạt động như sau. Đầu tiên là cái này là input data, là cái khai báo ở phía trên hồi nãy là kiểu string là bằng serial bot.read existing, nghĩa là lấy dữ liệu từ cổng cơm. Nếu mà dữ liệu này trống thì ta mới bắt đầu làm việc set test input data, nghĩa là ta vào cái hàm này ta lấy dữ liệu như sau. Đây đây là thuộc kiểu cú pháp đó thôi. Đầu tiên ta cứ khai báo như thế này, rồi ta chuyển vào chuỗi là ta khai báo biến cái chuỗi này là bằng cái input data số là được chuyển đổi thành dạng là 16, chuyển nó về thành số. Ở đây khi mà Arduino gửi lên là gửi những con số, vì thế là khi đó ta phải chuyển nó về. Khi mà ta lấy là lấy thành chuỗi, gửi lên là gửi những cái chuỗi nhé. Khi mà lấy về là ta chuyển về số. Thì ở đây vì ta demo thì chỉ có 4-5 thành viên nên ta dùng lệnh switch k như này. Còn trường hợp nếu mà trong ngoài thực tế người ta làm trên một nhiều nhân viên, hàng trăm hàng ngàn người thì người ta phải khai báo bằng cái database và log dữ liệu và so sánh trong cái dữ liệu đó. Thì ở đây demo nên ta làm đơn giản là lệnh switch k. Nếu mà gửi lên mà số 1 thì ta lấy dữ liệu của người thứ nhất, tên gì, ID bao nhiêu, lấy cơ thời gian mà lúc quét thẻ. Tương tự như vậy là người thứ hai, người thứ ba và người thứ tư. Hàm timer strict này, ở đây ta có dùng timer strict này. Khi mà chúng ta viết ứng dụng này, chúng ta phải sử dụng serial và timer. Thì hàm timer này thì dùng để là kiểm tra xem thử đường truyền kết nối có bị lỗi hay không. Thì nếu mà kết nối mà bị lỗi thì nó hiện lên là chưa kết nối và màu đỏ. Còn nếu mà trường hợp là kết nối thành công không bị lỗi hết thì là đã kết nối. Cái này nó chạy liên tục, thời gian của nó là đây, theo vào đây 10, nghĩa là 10 mili giây nó kiểm tra một lần. Cái vòng lặp này cứ chạy lên thì xuống, nếu mà kiểm tra đường truyền đó, mà có bị lỗi thì nó xuất hiện trong cái hàng này label trong tab 3 này, ở đây vị trí này. Rồi bây giờ ta sẽ chạy ứng dụng. Đầu tiên ta chọn cổng com, thì ở đây có một cổng com thôi, chọn com 3 kết nối. Ở đây là đã kết nối rồi nhé. Nếu mà chưa kết nối thì chưa gắn cái dây vào thì nó không có hiện cái con bài như thế này đâu. Thì gắn cái dây rồi có con bài. Chọn tốc độ truyền là 9.6 nhấn kết nối. Sau đó ta quẹt thẻ. Thì tên nhân viên sẽ được hiển thị lên. Đúng với thời gian hiện tại là lúc bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, ngày nào luôn. Ở đây là ta dùng một cái list view, khi mà nhân viên nhiều thì nó sẽ cuộn lại. Đây. Đó, ta thấy nó sẽ cuộn lại. Rồi. Ta muốn, nếu mà muốn xuất cái xe thì nhấp vào lúc này.
Tại đây thì ta chọn tên, ví dụ như là sau khi ta nhấp vào nút Xbox Excel thì nó sẽ lưu khi mà chọn tên ở đâu, vị trí ở đâu thì khi lưu thành công thì xuất hiện một hồi là đã lưu thành công, ta nhấp vào OK. Thì sau đó ta sẽ mở cái file này lên. Đây, file là nhóm viên này. Thì ta nhấp vào Z. Thì đây là toàn bộ nhân viên sau khi đã lấy được dữ liệu. Thì ở đây tôi thấy là nó lấy rất là chính xác từ tên, nhân người nào, ID như nào, chức vụ, thời gian là đúng nhất thời gian hiện tại. Lúc mà người đó quét thẻ luôn. Rồi. Tiếp theo thì em xin trình bày về phần sơ đồ kết nối. Thì sơ đồ kết nối là như ta nhìn thấy ở đây. Kết nối thì cấp nguồn lấy nguồn 3.3V từ Arduino cấp cho module RS-522. Chân reset thì nối với chân chính của Arduino. Chân nối đất thì nối với chân nối đất của Arduino. Rồi chân MISO thì nối với chân 13. MASI thì nối với chân 11. Chân xung clock thì nối. Ở đây là nó bị lỗi nha. Đây là 12, chân 12. Và chân dữ liệu thì nối với chân số 10. Thì chân MISO là chân là Master Input Slave Output, còn chân MOSI thì là Master Output Slave Input. Cái này là chung truyền theo chuẩn là SPI. Thì đây, cụ thể sơ đồ nó như thế này. Trên này nó có ghi rõ các chân như là SDA, SL, như ta nhìn kỹ vào đây. Thì chúng ta kết nối bình thường, kết nối tương tự như thế này. Đó, kết nối bình thường hôm nay thì hoạt động thôi. Tiếp theo thì em xin giải thích về phần code của Arduino. Thì ta sử dụng là thư viện SPI là để cổng giao tiếp giữa SPI này là giao tiếp giữa module RS-522 và module Arduino, còn add thêm thư viện là RS-522 này. Thì cái hai thư viện này là ta tìm ở trên mạng và tải về thôi. Ta define các chân là chân SS này, chân số 10 này, preset là chân số 9 này. Thì ở đây là các cái cú pháp trong thư viện nó có như vậy, ta sử dụng thôi. Ta chọn tốc độ truyền là 9.6, mở cái cổng SPI lên. Tại đây trong lòng vòng lọc là void loop này thì nó hai cái if này là dùng để kiểm tra sự hiện diện của thẻ. Nếu mà không có sự hiện diện của thẻ thì nó return này, return là nó chạy lên thì chúng ta tiếp tục kiểm tra để chừng nào có thẻ thì nó mới đi xuống chỗ này nó làm việc. Thì tại vị trí này là nó kiểm tra cái thẻ thẻ mà thẻ tác mà ta quét á, là có thuộc gọi là MiFi mini hay không, có thuộc gọi là MiFi 1K hay MiFi 4K không. Nếu mà không nằm trong ba cái loại này thì nó sẽ hiện lên cái thông báo là thẻ flash của mình là không thuộc cái loại thẻ này. Rồi còn nếu mà không nằm trong cái ba cái loại này thì nó tiếp tục đi xuống như này. Cái chỗ này thì khai báo một cái chuỗi
dùng để nhận cái UID của cái thẻ tag. Thì ở đây sau khi ta đã có được cái UID thì ví dụ thẻ thứ nhất là cái UID như thế này, gồm có 4 bài như thế này. Ta sẽ so sánh nếu mà cái thẻ đó mà nhận cái UID như đúng cái này thì nó sẽ gửi lên cái máy tính, gửi lên máy tính qua cái cổng serial, gửi lên số 1. Tương tự như vậy, nếu mà thẻ tác mà có UID như thế này thì gửi số 2 hoặc số 3, số 4. Như vậy thì tên máy tính này nó sẽ nhận, và nếu mà đúng số 1 thì nó sẽ in ra tên người đó là tên gì, ID và chức vụ, và nó cập nhật cái thời gian của máy tính mình đang chạy như thế nào. Như thì cái tên này thì phần trình bày của nhóm em đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã xem.